Kính chào quý vị và các bạn. Những ngày qua, thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn duy trì trạng thái ổn định. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 27 đến 28 độ, tương đương so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới, khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa suy yếu nên thời tiết các địa phương trong tỉnh ít biến đổi và được dự báo là mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ, cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực Đông Bắc tỉnh, gồm thành phố Trí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thành Hà. Mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm từ 48 đến 89%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 51 đến 93%. Khu vực thành phố Hải Dương, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm từ 50 đến 92%. Sau đây là thông tin thủy văn. 24 giờ qua, mực nước các sông lên và giao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1m01. Ngày mai, mực nước các sông tiếp tục lên và ở vào kỳ chiều cường. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 11 giờ 30 ở mức 1m50 đến 1m55. Sông Bùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 9 giờ ở mức 1m40 đến 1m50. Thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước sẽ kết thúc bản tin tối nay.